Linh xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Linh đang có mặt ở Vĩnh Long và đi tới đây thì Linh phát hiện được một cái ngôi biệt thự bị bỏ hoang, nhìn rất là gùng gợn luôn. Thì nãy giờ Linh đi tìm hiểu bà con sinh sống gần đây là được một cái người chị bán cà phê kể lại cho nghe là ngày xưa cái ngôi biệt thự này từng là một cái nhà hàng quán karaoke, nhưng mà do là kinh doanh thua lỗ và họ đã bán lại cho một cái người chủ khác. Thì sau này người chủ đó mua nhưng mà không dám mở luôn. Nguyên nhân rất là bí ẩn. Thì cái chị quán cà phê cho biết là cái ngôi biệt thự này có ma hay gì đó rất là gùng gợn. Cho nên là người chủ sau này nè mua lại, nhưng mà hiện tại là bỏ hoang gần 10 năm rồi và không có tới lui cái ngôi biệt thự này luôn. Bỏ hoang cho tới bây giờ. Xin mời cả nhà cùng đồng hành với Linh vào bên trong cái ngôi biệt thự bị bỏ hoang này để khám phá, trải nghiệm xem là bên trong đó có những cái điều gì bí ẩn, hay là có thực sự là gặp được những cái hiện tượng gì tâm linh bên trong đó hay không nha. Cái ngôi biệt thự này thì có một cái lầu ở trên và được thiết kế hình như là 2-3 cái lối đi lên luôn. Đó, Linh ở ngoài nhìn vô thì Linh đã thấy được một cái đường cầu thang phía bên hông nè. Ở bên đây cũng vậy nữa, có một cái đường cầu thang nữa. Bây giờ thì cỏ cây nó mọc ngay trước cửa nè, xung quanh là tùm hết. Cái lối đi vô thì cỏ nó mọc trắng ngang luôn rồi. Nhìn rất là gùng gợn và âm u luôn. Linh được một cái chị chủ quán cà phê kể lại rất là nhiều chuyện tâm linh gùng gợn bên trong đây. Thì chị nói là ngày xưa nghe đâu đó là bên trong cái ngôi biệt thự này có một cái người mất nữa. Bởi vậy là chị nói là trong đây là có ma rồi, người ta không có dám ở đó, mặc dù là đã mua lại. Và nơi đây là một cái nơi đối diện mặt tiền đường, nó rất là địa thế, nó rất là đẹp luôn, nhưng mà họ không dám ở vì những cái điều tâm linh gì đó. Như cả nhà thấy là cái khung cảnh nè, đây là một cái phòng khách, nó rất là rộng lớn luôn. Bởi vì ở đây từng là một cái nhà hàng quán karaoke ấy, cho nên là cái chỗ này được thiết kế rất là sang trọng và nhiều phòng ở bên trong đây. Ngay trước mặt lên là một cái quầy bar, quầy phục vụ lễ tân nè, để mà khi mà khách tới đây họ sẽ vô lấy phòng và nhận phòng ở bên phía cái quầy lễ tân này. Còn cả quạt treo tường nữa nè, mặc dù là đã bị bỏ hoang rất là lâu năm rồi đó, nhưng mà bên trong đây vẫn còn rất là mới. Quạt treo tường còn rất là nhiều nè, khang trang. Sau phía sông đó là tối ôm, một cái đường hành lang và những cái dãy phòng tối ôm phía sau đó. Hình như là Linh thấy có dơi đồ bay rất là nhiều bên trong. Nhìn thôi là đã thấy rợn người rồi. Đó, hiện tại là giờ này là xế chiều rồi nè cả nhà. Mặt trời đã xuống bóng rồi.
Trời ơi, bên đây nè, cây cối nó tùm hết. Cái đường cầu thang đi lên nè cả nhà ơi. Quá trời à. Sau phía sau trong này là những cái phòng phòng karaoke. Nó được thiết kế mấy cái cửa vô nè. Những cái hình dạng khác nhau nhìn kỳ lạ thật sự luôn. Hiện tại là Linh đi vô đây khám phá một mình một cái nơi rộng lớn bị bỏ hoang, chưa từng ai biết tới và chưa từng người nào vô đây để mà khám phá luôn. Bên đây là một cái phòng hát karaoke nè, nó lại tiếp tục là một cái dãy phòng khác nữa. Thì bây giờ Linh sẽ tiếp cận những cái phòng này và bên trong đó xem là có cái gì bên trong những cái phòng tối đen này hay không nha. Đi sâu vào bên trong thôi, chắc là Linh sẽ lấy cái đèn ra tại vì trong này nó hơi tối nè, phải soi xem là có điều gì bí ẩn đặc biệt không. Nghe tiếng gì lập cập ở trên lầu của ta, hoàn toàn không có ai hết. Khi mà vô tới đây là không gian nó yên lặng, yên phăng phắc luôn. Bên trong này lại có một cái đường cầu thang dẫn lên trên này cả nhà. Đó, đường cầu thang. Phòng. Mà cái phòng này nhìn rất là lạ luôn. Tại sao họ lại thiết kế một cái lỗ chỗ này ta? Chắc là một cái phòng ngủ. Giường có lỗ nữa nè. Trời ơi con dơi nó bay ngang mặt luôn cả nhà ơi. Rồi dơi quá trời luôn nè. Rồi ôi dơi con nào cũng nấy bự bự không à. Ở đây có nhang nữa cả nhà ơi. Và hình như chỗ này là một cái gian bếp thì phải. Nó giống như một cái gian bếp vậy. Có nhang nè. Như chị chủ quán kể là trong đây có người mất. Chắc là nhang này để thắp cho thần tài thấu địa. Cũng có thể là thờ một cái người đã mất ở trong này. Đứng đây nhìn qua mấy cái phòng đen đen nó nhìn ớn quá cả nhà. Hiện tại thì trời cũng sắp chiều tối rồi. Nếu mà được thì Linh sẽ ở đây khám phá trải nghiệm ban đêm bên trong cái ngôi biệt thự bị bỏ hoang này. Một cái ngôi biệt thự rộng lớn, từng là một cái nhà hàng, khách sạn và một cái quán karaoke. Trời ơi, cả nhà ơi, dơi con nè, ông bà ơi, đột bậy luôn cả nhà ơi, nó nằm đen ở trên đó kìa, trời ơi, quá trời gùng gợn luôn, những cái con dơi này rất là to luôn, kìa nó bay kìa cả nhà, quá trời ớn rồi, hôi quá trời hôi. Đây toàn là phân dơi không nè. Chỗ này rất là rộng luôn. Lên đi chắc cũng khoảng tới chập chiều tối mới hết cái vòng vòng cái khu vực ngôi biệt thự này. Chỗ này là một cái phòng. Chắc là phòng mà chứa nước đồ. Dưới cái cầu thang này. Tiếp cận những cái phòng ở phía sau này nữa. Đây là một cái phòng karaoke nè cả nhà. Nó tối ôm. Có cả sàn nhảy rồi nữa nè.
Dơi dơi nó ở khắp mọi nơi luôn cả nhà ơi. Coi nè, nó bay coi nè, lảo đảo nè, quá à. Sau này còn một cái phòng toilet nữa. Trời ơi, coi nè, hiện tại là giờ nó đã chiếm cái ngôi biệt thự này làm nhà riêng luôn rồi, quá trời luôn cả nhà ơi, rất là hôi luôn. Nãy giờ Linh đi tới đâu rồi Linh phải nín thở tới đó, bởi vì nó toàn là phân dơi không, nó bay cơ nè. Nó ở trên la phong này nữa nè, nhiều lắm luôn. Và ở đây là một cái phòng rất là rộng, phòng này là phòng karaoke nè, có cả sàn nhảy rồi, vũ trường trên đây luôn, một cái nền sàn nhảy. Dắp cái bàn, khu này không biết đi tới khi nào hết luôn á, quá trời rộng rồi. Trời ơi, vừa mới liếc qua đây thấy có một cái hình cái đầu con ngựa lú ra kìa cả nhà, kìa. Trời ơi, không lấy nét được, đó là một cái hình đầu con ngựa, một cặp ngựa nó lú đầu ra bên phòng đó. Xíu nữa Linh sẽ qua đó sau. Sau này lại là một cái dãy hành lang và một cái đường cầu thang đi lên nữa kìa. Ở đây cầu thang lên nhiều ghê luôn. Lại tiếp tục là một bầy dơi nữa cả nhà. Trời ơi, có con dơi tổ bố cho nó luôn. Ớn quá. Sau này có cánh cửa nè. À, như là phòng toilet ở đây. Thôi ơi, Linh vừa thấy một cái tấm ảnh nổi hết da gà luôn đó nha. Trời ơi, cái tấm ảnh, ảnh này chắc là một cái logo hay là một cái ảnh để treo trên tường nè. Nhìn mấy người con gái trong đây khá là ớn luôn. Đi vô trong những cái nơi lạ mà đi một mình như thế này, cả nhà mới trải nghiệm được những cái cảm giác nó hồi hộp và rất là ghê gợn. Trời ơi, con dơi này cả nhà. Đi vô kế bên nó luôn mà nó không bay nè. Kìa, cái đầu nó lắc ra kìa. Thường mấy cái chỗ mà có dơi như thế này là đều là những cái chỗ mà bỏ hoang lâu năm không à. Thì theo như là chị chủ quán kể là ở đây bỏ hoang gần chục năm rồi, sau khi mà cái người chủ mua lại và không có dám ở đây luôn, bỏ hoang tới giờ và đặc biệt là không có lui tới luôn. Bởi vậy khi mà bước vô cái ngôi biệt thự này nè, cả nhà giờ mình thấy là cỏ cây nó lên bích hù ngay chân trước cửa luôn, dơi nữa nè, lại gần nó mới bay. Chỗ này là cái phòng toilet nam. Đó, phòng toilet nam. Mình thấy có một cái đường là cầu thang. Một cái đường cầu thang dẫn lên trên nữa. Đó, cái đường này. Đó, không biết dẫn lên đâu. Bây giờ Linh sẽ đi lên thử luôn nha. Cái đường này dẫn vô đâu ta? Ồ, dẫn vô đường hầm bí mật cả nhà ơi. Ở trên đây lại có một cái phòng nè. Có phòng rồi, có cả toilet ở đây nữa. Ôi, trời ơi, nhìn ra đó thấy mấy con dơi nó bay kìa.
À, phòng toilet ở trong đây luôn. Nhìn mấy con dơi thấy ớn không cả nhà? Cái video này chắc chắn là sẽ rất là dài. Thì Linh mong là cả nhà sẽ đồng hành với Linh để khám phá trải nghiệm cái ngôi biệt thự bỏ hoang vùng gợn này đến cuối video nha. Tại vì ở đây nó rất là rộng nè, cho nên là Linh phải di chuyển từ từ để mà đi khám phá hết những cái phòng đó trong cái ngôi biệt thự bỏ hoang này. Trời ơi, hình như ở trên đây là một cái phòng nhà bếp và toilet rất là nhiều luôn. Toilet ở khắp nơi luôn cả nhà. Phòng nào cũng có toilet hết. Thiết kế của cái chỗ này rất là sang trọng. Đây là khu vực phía trên cái tầng lầu nè. Đó, cái đường cầu thang là nãy là Linh thấy là hai bên đều có đường cầu thang đi lên hết. Và trong này lại là những cái dãy phòng khác. Xung quanh cây cối không à, tùm hết trơn. Bên đây tại sao người ta lại để trống ta? Đường cầu thang nè. Bên đây thì người ta để trống à, chắc có lẽ là người ta xây chòi tum rồi hay là bàn ghế rồi để ngoài này để mà nghỉ mát rồi đó. Rất là chill luôn. Mấy cái phòng ở trên này thì xíu nữa Linh sẽ lên review sau. Bây giờ Linh sẽ đi khám phá những cái phòng quán, cái phòng mà karaoke ở dưới phía tầng dưới này. Tại vì nhìn cái phòng, những cái phòng đó rất là lạ luôn. Mỗi phòng là họ thiết kế, những cái cửa đi vô khác nhau hoàn toàn luôn. Cái đường đi xuống tới đây lại tối ôm nữa rồi. Phải mở cái đèn lên mới được. Chỗ này lại là một cái gian bếp nữa nè. Một cái gian bếp rất là rộng rãi. Ngày xưa ở đây chắc là nhân viên phục vụ rất là nhiều. Và sẽ nhân viên thì sẽ ở được ở lại chỗ này luôn. Bởi vậy cho nên là họ xây rất là nhiều phòng. Bên này có một cái cửa đi vô. Cái phòng này là cái phòng gì đây? Đi khám phá cái chỗ này á, Linh mới nhớ lại là cũng có một những cái quán karaoke bị bỏ hoang. Và gần đây nhất là một cái vụ rất là nổi tiếng là một cái quán karaoke ở trên quán karaoke An Phú ở trên Bình Dương. Quán nó bị cháy là làm thiệt mạng rất là nhiều người luôn. Chết rất là nhiều người trong đó. Hiện tại thì cái quán nó cũng bị phong tỏa và không có vào bên trong được. Lúc trước thì Linh cũng có đi tới đó tính đâu khám phá được, thì chỉ đi được vòng vòng phía bên ngoài thôi. Người ta là thắp nhang khói ở ngoài rất là nhiều luôn. Bởi vì ở đó là chết đâu tới 30 mấy người lần sau khi mà vụ cháy nó xảy ra. Bây giờ nhớ lại thấy gợn hết người luôn. Trời ơi, chỗ này là một cái bể nước nè. Và ở trong này có cái gì nữa nè cả nhà? Hình như là trái dừa hay sao? Ôi, đây là một cái trái dừa. Phòng này là được thiết kế nhìn rất là ngộ luôn. Giống như là một cái phòng ngủ của công chúa vậy. Nè, cái này là một cái phòng để máng cái rèm dầm qua nè. Có thể là massage. Ở đây là massage nữa. Toilet. Quá trời rộng.
cái chỗ này quá trời rộng rồi. Thì tối đêm nay Linh sẽ ở lại cái biệt thự karaoke này để trải nghiệm ban đêm cho cả nhà xem nha. Đó, chia sẻ những cái hình ảnh ban đêm bên trong cái ngôi biệt thự karaoke này như thế nào. Đó, cho cả nhà xem. Phòng này là phòng có hai con ngựa nãy nè, nãy đi ngoài thấy nè. Nãy nhìn qua đây thấy hai con ngựa này. Hai con ngựa được đắp nổi ở trên bức tường. Phòng thì bây giờ là đổ nát hết rồi. Sau khi mà người chủ sau này mua lại thì nên nghe chị chủ quán chia sẻ lại là cái người phụ nữ chứ không phải là người đàn ông. Đó, cái người phụ nữ sau này người ta giàu có tiền, người ta mua lại nhưng mà không có ở nha, người ta không ở. Đó, nghe đồn là đâu đó là ma quái gì trong này, rồi họ không ở và bỏ hoang gần chục năm nay là không có tới lui luôn, kỳ lạ. Giờ nó đu nè cả nhà, đu lòng thòng. Treo mình lơ lửng nè. Ban đêm ở đây chắc là nó là bá chủ trong này. Cũng có thể là ban đêm vô không gặp, tại vì lên đi khám phá những cái chỗ khác không có dơi. Vô đây ban đêm mà không gặp, nó đi ăn á. Phòng này rất là hôi luôn. Đa số những cái phòng karaoke thì họ thiết kế bên trong màu mè rất là nổi. Phía trước là nguyên một cái cục lùm, cục lùm sậy và không có lối vô luôn nè, cả nhà thấy không? Đây là bỏ hoang, hoang tàn. Đây lại là một cái phòng khác. Mỗi phòng là một cái thiết kế khác nhau, khác biệt hoàn toàn luôn. Phòng này có toilet nè, có 3-4 cái toilet bên hông, toilet nam. Nãy khi mà vừa mới bước vô cửa lên nghe có mùi thúi đó, nó bốc ra. Cái đường cầu thang, đường cầu thang bên này. Bây giờ Linh sẽ di chuyển qua cái những cái giải phòng bên này luôn. Đó, bây giờ Linh sẽ đi vòng hết tất cả những cái phòng trong đây để chia sẻ hình ảnh trước. Tại giờ này cũng còn sáng rồi. Chia sẻ hết cho cả nhà xem những cái hình ảnh thực tế là bên trong những cái phòng karaoke này nó như thế nào. Đèn nó cứ mát mát trời. Tại là nó tối, nhiều khi nó không đủ sáng là lên sao chọ thêm cái đèn cho cả nhà nhìn rõ hơn xíu. Mấy cái phòng này thì không còn gì hết, người ta đã dọn đi và lấy đồ đi hết hoàn toàn rồi. Mỗi một cái phòng á là thiết kế một cái kiểu, cái hình dáng khác nhau, cả nhà thấy không? Đó, một cái hình khác này. Và phía sau đó là một cái hình khác. Rồi ở đây là lại là một cái hình khác nè. Cái cửa đi vô á, nó làm rất là tỉ mỉ luôn. Nhìn thu hút quá chú bạn. Và cái diện tích của cái ngôi biệt thự này thì cũng không có thua kém những cái ngôi biệt thự rất là lớn mà Linh đã từng quay ở ngoài Đồng Nai nè, cũng như ngoài Vũng Tàu. Đây rất là rộng luôn. Phòng karaoke đó. Ở ngoài Vũng Tàu, ở ngoài Long Khánh là Linh có quay một cái khu nhà hàng và cũng là quán karaoke như thế này nè. Đó, bị bỏ hoang nhưng mà cũng không rộng bằng ở chỗ này đâu, chỗ đó không rộng bằng. Đây là rộng quá trời rộng. Cái này lại là một cái hình khác nè. Cửa đi vô là một cái hình
được làm bằng những cái này, chắc là ô cái này làm bằng tường thiệp luôn, xây đặc luôn ạ. Đúng rồi, ốp thạch cao chứ, không ngờ là họ xây đặc luôn. Cái này mà cái người chủ sau này mua lại họ không kinh doanh thì quả là một cái điều rất là đáng tiếc. Toilet Nam ở tới đây là đường cùng quay lại chỗ nãy. Bây giờ Linh sẽ đi lên bằng một cái hướng cầu thang khác nha. Linh sẽ đi lên cái hướng cầu thang ở trong nhà, hay là đi hướng ngoài này ta? Quay cả lại. Bây giờ Linh sẽ đi bằng một cái hướng cầu thang ở trong nhà nha, rồi một xíu nữa thì Linh sẽ xuống bằng cái hướng cầu thang ở phía bên ngoài để cho cả nhà hình dung và nhìn rõ hơn cái chỗ này. Mấy cái phòng này ghê thiệt, tối om à. Cái đường cầu thang này lên tới trên này cả nhà, hình như là trên này có một số chai nước, chắc là có nghiện, mấy chai nước được cắt sẵn ở trên này, có nghiện vô đây cả nhà ơi. Hồi nãy là Linh quên một cái chuyện là chị chủ quán cà phê là kể là có một số người nào đó họ vô đây nè, cậy để mà ăn cắp mấy cái sắt cửa đồ ở trong cái biệt thự bó hoang này. Đây là cái sảnh phòng khách ở phía trên tầng 1, mà ở đây có một lầu à. Không gian ở phía trước nè. Là rộng luôn. Ở ngoài này là hai cái đường cầu thang cả nhà, đường cầu thang mà phải dẫn lên trên cỏ bít bùng. Bên đây cũng là một cái đường cầu thang khác nè. Quá trời. Thì ở phía sau đó là chỗ nãy là lên đi cái đường cầu thang ở phía sau đi lên. Cả nhà thấy rộng không? Quá trời rộng luôn. Mà Linh nhớ là còn một cái chỗ là ở trên Tây Ninh để nó khám phá một cái biệt thự massage bỏ hoang. Nó cũng rộng, khá là rộng luôn, nhưng mà không có bằng chỗ này. Chỗ này rộng hơn gấp mấy lần. Đây là cái đường cầu thang đi xuống nè. Đường cầu thang đi xuống. Bên hông. Đi loại là nếu mà lên đi review ở trong đây chắc rất là lâu à. Phòng quá trời phòng. Cái này là đường cầu thang nãy Linh mới lên. Ở trong mấy cái phòng này á, thấy có chai nước với lại mấy cái nắp nè. Nó được cắt sẵn luôn thì là có nghiện luôn vô đây rồi cả nhà, có nghiện hút vô này, tàn thuốc tùm lum hết nè. Rồi có đem chổi lên đây để mà họ quét dọn sạch sẽ để mà hút chích gì trên này. Mấy cái phòng ở trên đây Linh thấy là khá là nhỏ. Tại vì họ xây có một kiểu phòng mà như là một cái phòng ngủ bình thường, phòng trọ vậy đó.
không có nổi bật như là những cái phòng karaoke ở dưới. Trên này có dơi nữa chứ, dơi lên tới đây ở luôn rồi, trống trơn không gì hết. Ở đây được chia ra là hai, làm ngăn cách ra làm hai hướng nè, một hướng thì đi qua phòng bên đây, một hướng đi qua phòng bên đây. Cũng lạ ha, trong cái phòng này thì không có đồ đạc vật dụng gì hết, y như là một cái phòng trọ. Linh vừa mới thấy hình như là có mấy cái hình mặt người ở trên tường cả nhà ơi. Rồi nhìn sâu vô cái hình hành lang này nè, đó có một số những cái hình giống như hình mặt trẻ con vậy. Đây không mấy nét được rồi, nhìn khá là ớn cả nhà. Chắc là ngày xưa họ dán cái gì đó trên tường cho nên là còn lại những cái dấu vết ở trên đó. Tiến lại gần xem sao, như là những cái hình trẻ con này. Trong phòng này thì không có gì hết, mấy cái phòng mà trong này đều là trống không à. Đó, đây là phòng cuối rồi nè, không có gì hết. Đó, cả nhà có hóng cái video mà Linh khám phá ban đêm đó, thì hãy cho Linh xin một cái bình luận ở dưới cái video này nha, để Linh đi trải nghiệm ban đêm bên trong cái ngôi biệt thự karaoke bỏ hoang này đó, để xem là cái khung cảnh bên trong đây buổi tối nó có rùng rợn hay là có gặp được những cái hiện tượng tâm linh ma quái gì ở chỗ này hay không nha. Bây giờ thì Linh sẽ quay trở xuống này. Linh xuống bằng cái đường cầu thang bên hông. Cái cảnh bên hông không? Đường bên kia thì cũng giống như đường bên này vậy nè, cầu thang cũng giống vậy luôn, một kiểu một. Cây cối tùm hết rồi. Bây giờ thì Linh sẽ quay trở ra, và Linh cũng xin tạm dừng cái video tại đây nha cả nhà. Thì nếu mà cả nhà có yêu quý như là ủng hộ Linh đi khám phá những cái nơi như thế này thì hãy cho Linh xin một bình luận, cũng như là một like, một chia sẻ nè, đăng ký kênh để ủng hộ Linh có động lực để mà đi khám phá những cái nơi mới khác tiếp theo hay hơn. Và đừng quên bấm nút chuông để theo dõi những cái video mới của Linh nha. Bây giờ thì Linh xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Hẹn cả nhà tối nay sẽ vào bên trong đây trải nghiệm ban đêm trong cái ngôi biệt thự cùng gỡ này. Chào tạm biệt cả nhà nha.